Chào con được hỏi là trong quá trình hành thiền Vipassana quán thân thọ tâm pháp ấy, thì mình hay vướng ở một chỗ là mình bị cái tôi đang quán là đang bị cái ngã này kiểm duyệt cái ngã kia, thì có phải là do mình chưa thực sự trọn vẹn không? Nhưng mà cũng sao, nói chung là lúc đầu là mình cứ từ vào cuộc cái này tức là mình phải gọi là hạ, cái này nó gọi là hạ thủ, tức là mình phải đầu tiên là mình cứ phải hạ thủ cái đã, rồi á khi đó mình mới là bắt đầu thấy ra được là có cái ngã này ngã kia, rồi có cái gọi gì đó, bắt đầu mình mới là điều chỉnh dần. Thì cái mà điều chỉnh dần đó nó mới cho đến một cái lúc mà nó mất hết cái ngã cái đồ gì hết trơn á, không còn gì hết trơn á, mà lúc đó vẫn thấy biết rõ ràng là lúc đó là thấy được. Thế còn lúc đầu thì đương nhiên là vậy thôi, lúc đầu thì mình nào là phải cố gắng, nào là phải và nhiều khi á, ví dụ như tinh tấn mình cũng chưa hiểu đúng cho nên mình cũng tinh tấn hơi quá hoặc là ít, rồi chánh niệm mình cũng hiểu chánh niệm theo nghĩa này nghĩa kia gì đó nó sai đi, rồi tỉnh giác cũng vậy sai 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 dần 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 thì không có sai đó, rồi mình đi mà mình biết quan sát từ 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 á, là nó sẽ tự động điều chỉnh. Cái lúc đầu cũng sai, ví dụ như bản thân thầy lúc đầu cũng sai, lúc đầu thầy cứ tưởng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế này thế kia gì đó, cũng ăn rồi đó, dần dần cũng phát hiện ra là ví dụ như lúc đầu em bắt đầu thầy mới học thiền Vipassana đó, và học theo cái cách của ngài Mahasi là đi rất là chậm, đi rất chậm luôn. Thì lúc đó là cái chánh điện chùa Kỳ Viên phải tắt đèn hết, tắt đèn hết cái mình đi lui đi tới trong cái chánh điện. Thì trong khi mà đi như vậy á thì thầy vẫn là hết sức chú tâm mà theo kiểu mà giờ bước đạp rồi từng mà rất là ít, rất là chậm. Hồi đó sau này cũng có thay đổi thì vào hồi xưa một ngày Ma Si là rất là chậm, sau này ngày Upandita hay là mấy ngày Suomin mấy ngày là đều là đệ tử của ngài Ma Si, nhưng mà mỗi vị là bắt đầu có một cái cách khác biến đổi đi một chút. Người thì làm về niệm thân, người làm về niệm tâm, thì trong cái lúc đầu á thì ngài Ma Si là cứ niệm thôi, chứ còn thân thọ tâm pháp gì á thì thân thì thấy thân, mà thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp, như vậy đó, chứ không có nhất định cái nào hết. Thì thầy cứ đi như vậy, và có khi á, thì nó cũng phát sinh ra những cái vị lạc, những cái ánh sáng, cái đồ này kia. Thì đầu tiên á, là thầy phát hiện ra là như vậy thì đó là thiền định chứ đâu phải là thiền tuệ. Thiền tuệ nó có sinh ra những cái đó, mà đến theo sau này đó càng vừa bởi vì thầy vừa thực hành mà vừa nghiên cứu, cho nên thầy thấy là khi nghiên cứu sau này mới thấy là có 10 cái chướng ngại của thiền Vipassana, thì đúng là chính những cái mà mình đạt được trong cái lúc mà mình hành đó lại là chướng ngại, mà cái đó chính là mình cũng thấy ra đó là chướng ngại, sau này mới coi thì thấy cái chướng ngại là được, là đúng, mình cũng phát hiện ra đó là chướng ngại.
Cho nên thấy là đây là thiền định chứ đâu phải thiền tuệ. Đó. Nhưng mà mình cũng chưa biết, thực ra chưa biết thiền tuệ thực sự là gì. Thì có một hôm mà thầy trong bài giảng thầy có kể, có một hôm cái thầy bị mắc đi toilet, mà cái đường ruột của thầy là rất là dở, cho nên là mắc đi toilet cái là chạy luôn, là phải chạy thôi, mà trong lúc mà mình ăn á thì đi rất là chậm, cứ chậm. Thì lúc đó thầy chạy phải chạy đến lâu rồi để đi tới cái toilet. Chính đang lúc chạy đó mình thấy rằng là quá thì đấy là khi mình chạy là lúc đó là chỉ chạy thôi, cho nên là nó hoàn toàn là tự nhiên, tức là không có ý hành, không có gì trong đó, bỏ tạm thời bỏ hành để đi toilet cái đã. Chính cái lúc bỏ hành để đi toilet đó, là thấy rất rõ, thì mình mới bắt đầu phát hiện ra một điều là hồi trước khi mình hành đó là có cái bản ngã, có cái chủ ý của mình trong đó, còn bây giờ là do pháp vận hành, tức là bây giờ nó đòi đi toilet thì mình phải chạy thôi, thì cái đó là pháp vận hành chứ không phải là sự chủ ý của mình. Thì thầy mới phát hiện ra hai cái điều này khác nhau, và thấy rằng là ủa thì thấy ra đúng là càng vô vi vô ngã chừng nào á thì cái thấy càng rõ chừng đó, thì thầy phát hiện vậy thôi. Nhưng mà rồi á đến cái lúc ví dụ như thầy lúc đó thầy bệnh rất là nặng, rất là đau đớn, thì bỗng nhiên là cái tâm mình nó bật dứt mọi thứ, tức là nó, cho nên những cái từ mà thầy nói như rộng là trong sáng và này kia đó, đó là một từ rất thực. Cái từ mà thầy nói là những từ rất thực, bởi vì từ đó là từ cái từ mà thầy đã qua rồi. Thì cái lúc mà đó đến cái lúc mình lúc đầu là mình cứ chống đối lại, mình cứ đau khổ, mình cứ phiền não trong bụng, bỗng nhiên là nó buông xuống hết. Và cái này á là nó tự nhiên đến, còn nếu mình cố đến là không được, mình cố đến thì không thể đến. Cho nên khi mà người ta thực hành mình mới thấy rằng là đa phần người ta thực hành là sai, tại vì người ta cố thực hành để đạt được cái gì đó là sai rồi, mà là mình cứ thực hành thôi, còn cái gì đến là nó tự nó đến. Cho nên thầy mới có những cái ví dụ như là cái ổi nó 3 tháng thì cứ tròn vẹn làm cái việc 3 tháng của nó, còn khi nào có trái là chuyện đó nó sẽ tự đến. Thế mình cứ ngồi mà cứ làm sao mà để mà có trái thì nó làm cạn, nó mệt thêm đó. Cho nên tất cả những cái pháp gì mà nó đến là nó sẽ tự đến, và khi mình đến thì mình chỉ chứng ngộ thôi. Khi mà cái pháp đến là mình chỉ chứng ngộ thôi, cho mình không có sợ đắc. Hai cái từ này cũng cần phải hiểu cho rõ này. Không có sợ đắc nào cả, vì tất cả những cái mình thấy rồi xong rồi nó đi qua đó. Tất cả mọi cái là mình thấy rồi là đi qua đó, nhưng mà khi mình thấy ra đó thì coi như mình đã chứng ngộ được cái điều đó, cho nên mình sẽ không còn lầm lẫn về cái điều đó nữa. Thì cứ trải qua rất nhiều như vậy, thì có những cái lúc thầy đang đi dài thì cũng rơi vào cái tình trạng đó, lúc đó thì không có bệnh, không đổi gì hết, nhưng mà bỗng nhiên nó lại rơi vào lại cái tình trạng đó là tâm hoàn toàn đóng lại. Và khi đó thấy mọi sự, vì mình đang đi mà thấy cái đi, thấy tất cả mọi sự xung quanh đều là rõ ràng minh bạch, cho nên thầy mới hiểu ra câu Đức Phật này, đó là khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh. Cho nên đó là mình cứ thực hành, có thể lúc đầu sai, nhưng mà nếu mà mình đừng có theo một phương pháp nào hết đó, thì mình sẽ dễ thấy ra hơn. Còn nếu mình cứ theo một phương pháp thì mình lại đi theo cái lập trình của phương pháp đó. Cái lập trình của phương pháp đó là nói phải làm đến này mấy ngày thì sẽ đến cái kia mấy ngày, thì cái lập trình đó nó làm cho mình không có sáng tạo được. Còn bây giờ mình cứ làm đó, mình tự làm đó, làm sai thì tự nhiên mình điều chỉnh, trong cái sai đó nó tự động nó đấy. Cho nên thầy mới phát hiện ra cái là
dù mình làm sai thì bánh điếc nó vẫn thấy và nó sẽ tự điều chỉnh cho mình. Đến một lúc nào đó đủ cái duyên thì nó sẽ là tự bánh điếc nó sẽ tự điều chỉnh cho mình. Còn nếu mà mình cứ ví dụ như mình thấy bạn ngã, mình cố dịch bạn ngã thì lại không chặt nữa. Cho nên cái điều này á là Đức Phật ngài giác ngộ, cho nên ngài mới thấy, ngài thấy là ngài mới chỉ. Và những cái điều mà Đức Phật ngài chỉ là rất là rõ ràng. Là tại vì sao? Tại vì cái điều này là điều mà ngài thực chứng, thực sự trải nghiệm, cho nên có thể chia sẻ. Do đó là con đừng sợ, con cứ thực hành đó. Nhưng mà thực hành đó là con cứ tự thực hành đó. Khi mà con nghe thầy nói, nghe thầy giảng, rồi con thấy ra là tự thực hành, chẳng phải là áp dụng cái gì của thầy hết, không có áp dụng. Mà mình khi mình thấy là thì thấy ra trong mình nó là có thần đồng chú tâm quan sát, và không phải là mình cố thần đồng chú tâm quan sát mà nó sẽ tự động. Bây giờ mình đi qua đường làm sao mình thần đồng chú tâm quan sát được, nó sẽ tự động đó. Nhưng mà hồi trước có thể là do mình nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, cho nên mình mất cái thần đồng chú tâm quan sát đi. Bây giờ thầy nói là thần đồng chú tâm quan sát thì tự nhiên mình khi mình đi qua đường tự động mình nhớ tới cái chuyện thần đồng chú tâm quan sát, là mà cái đó là mình tự thấy ở nơi mình, là tự nhiên nó ứng ra, chẳng phải là áp dụng. Mà nếu áp dụng á thì vẫn có thể sai, nó ứng ra mới là đúng. Ứng ra là bởi vì những cái yếu tố đó nó có sẵn trong mình thôi. Bây giờ mình biết được, cho nên mình mới là ứng ra được, còn không thì mình không biết. Ví dụ bây giờ người nào cứ tưởng rằng là mình chỉ biết trên ý thức thôi, nhưng mà thầy phát hiện ra rằng là không phải chỉ biết trên ý thức, mà là còn sâu hơn nữa là có cái biết của tánh biết. Cái biết của tánh biết mới là vô vi vô ngã. Còn cái biết mà của ý thức ấy, thì có hai trường hợp. Khi mà ý thức thanh tịnh thì cũng vô vi vô ngã, nhưng mà khi ý thức mà chưa thanh tịnh thì nó vẫn còn hữu vi hữu ngã. Nhưng mà hữu vi hữu ngã thì mình cứ thấy một hồi là mình sẽ phát hiện cái hữu vi hữu ngã nó như thế nào. Thì nó dần dần là giống như mình lột cái củ hành, tức là mình lột hết cái vỏ này lên cái vỏ kia, cứ mỗi lần mà mình phát hiện ra nó thì tự nhiên nó biến mất. Cho thật ra nói là lột vậy thôi, cho thực ra mình cũng cần phải lột. Và mỗi lần mình thấy tức là nó sẽ tự động mất. Và cứ như vậy dần dần mình thấy rồi. Cho đến cái lúc mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó phản ánh tất cả mọi sự mọi vật rất là thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà nó phải trải qua thử thách. Có nhiều người nói với thầy là pháp của thầy làm sao mà học rồi là con bị thử thách liền. Tại vì thực thân là thử thách một cái là qua cái thử thách đó mình mới thấy ra được. Thấy ra được là mình có đủ bình tĩnh sáng suốt hay không? Có đủ sáng suốt bình tĩnh trong lành hay không? Cho nên mỗi cái mà hôm qua có cái anh hỏi là trở ngại đó, cái nghịch cảnh đó. Thật ra chính cái nghịch cảnh đó, nó lại giúp mình phát huy cái trí tuệ và đạo đức lên. Nên cứ con cứ việc mức độ nào con thấy ngang mức độ nào con cứ làm ngang mức độ đó, và nó sẽ tự động điều chỉnh. Nhưng mà con đừng có theo phương pháp nào hết mới được. Còn nếu thế con cứ theo phương pháp á là nó cứ chạy theo cái đường đó hoài, cũng thể nào mà tự mình khám phá ra được. Khám phá là gì? Khám phá có nghĩa là mình chưa biết là cái gì, mình chỉ khám phá thôi. Có chỉ quan sát thôi. Giống như mình đi trong rừng á, là bây giờ mình chỉ đi và nhìn xem, thì cứ đi qua cái gì thì mình thấy cái gì thì mình thấy cái đó. Mà mình vẫn lạc vô trong khu rừng thì mình chưa biết trong khu rừng nữa là cái gì. Bây giờ cái gì đến thì mình thấy. Như vậy thôi. Cái khám phá là nó như vậy. Còn nếu mà mình đi theo một cung đường á, là nó cứ theo cái cung đường đó thôi, cho nên mình cứ chạy theo cung đường, mình không có khám phá gì được cả. Cứ lo mà chạy theo cái cung đường đó thôi, cho nên nó khám phá.
À, dạ, con thưa thầy thì theo con được đọc ở trong kinh thì cũng có khuyến là mình đến thân cần với các bậc giác ngộ và thân cần với các thiền hữu trí thức. Dạ, và con cũng nghe thầy giảng về cái sự tương giao và cái mối quan hệ. Dạ, thì con cũng xin thầy có thể giảng giải thêm cho con cho chúng con bây giờ hiểu và hành cái vấn đề tức là cái thân cần như thế nào để có thể tránh rơi vào cái quan hệ của bạn. Mình phải hiểu cái việc mà thân cần với các cái bậc giác ngộ hay là thiền hữu trí thức như thế nào cho bệnh nhân. Thực ra là trên cái nguyên lý là vậy. Trên nguyên lý thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đó là cái nguyên lý. Nhưng mà thực ra nó cũng còn cái nhân duyên nữa, chứ không phải là mình muốn mà được. Cái nhân duyên nó đến là tự động nó sẽ đến. Cái đó là thuộc về pháp vận hành. Vì vậy mà bây giờ là mình đang quan hệ với là cái gì, quan hệ với ai và cái người đó như thế nào, không biết là thiền trí thức hay không thiền trí thức. Nhưng bây giờ là đơn giản là thế này thôi, nó cái nguyên lý cho nó rõ thêm chút xíu là thế này. Nếu mình chơi với ai mà ngày càng mình phiền não hơn, bị trói buộc hơn, bị phiền não khổ đau hơn, thì đó là mối quan hệ đó không tốt. Còn nếu mà trong cái mối quan hệ nào mà khi mình gần gũi với họ thì mình tiến bộ hơn, mình bớt tham sân si hơn đó, đó, mình bớt cái tâm bất thiện hơn hay là những hành động bất thiện hơn, thì đó là tốt. Cho giờ mình cũng biết ai là thiền trí thức mà ai là không thiền trí thức. Thì Đức Phật ngài cũng có dạy các cái vị tăng á, Đức Phật có dạy các vị tăng là nếu như mình ở một cái chỗ nào đó, một cái trú xứ nào đó, ví dụ như ở trong một cái chùa với một cái vị thầy, nhưng khi mình ở trong cái ngôi chùa và với cái vị thầy đó mình thấy không có tiến bộ, mình không có tiến bộ mà ngày càng là toàn trầm trọng hơn đó, thì mình có thể là từ bỏ cái vị thầy đó để ra đi, và mình có thể tìm một cái nơi, một vị thầy hay là bạn gì đó ha, mà ở đó đó dù rất là cực khổ nhưng mà mình rất tiến bộ, tức là phát huy được trí tuệ và đạo đức, phát huy được cái sự giác ngộ giải thoát, thì chỗ đó đó dù cực khổ cách mấy mình cũng nên ở. Đó là cái pháp thân cận. Thì cho nên cái điều này là mình thấy nó dễ hiểu hơn một chút. Cũng là cái nguyên lý, nhưng mà mình triển khai cái nguyên lý đó. Nhưng nguyên lý mình gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng mà mình triển khai ra thì để cho dễ hiểu hơn là cái trú xứ nào, hay là thân cận với người nào, hay là có mối quan hệ với ai mà ngày càng ràng buộc, ngày càng phiền não khổ đau, thì là điều đó là không tốt. Tuy nhiên ở mức độ mà đủ khả năng để phân biệt được cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, thì lúc đó mình làm cần, lúc đó là ở đâu cũng được. Lúc đó thậm chí là ở cái chỗ mà trái nghịch mình là dễ giác ngộ hơn nữa, nó cũng chừng. Cho nên cái này cũng là tương đối thôi, cái mà pháp thân cận nó cũng là tương đối thôi, chứ không phải nhất định là phải
thì tìm cho ra cái người tốt. Bây giờ giữa đời ấy, cũng khó lắm, có nhiều người lúc đầu rất là tốt nhưng mà sau nó trở thành xấu. Cho nên mình biết được mà mình phải có đủ cái sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt, đồng đầu chú tâm quan sát để mà biết ai nên tránh, biết ai không nên tránh. Có một điều thứ hai nữa, tức là mình phải nói sâu hơn nữa, chứ không thôi mình cứ nói một chiều là cũng được. Có những cái người họ xấu mặt này nhưng họ là tốt mặt khác. Thì mình á, thường thường là cái gì mà nó xấu với mình á, tức là cái người đó xấu với mình á, thì mình cho là người đó xấu. Nhưng mà thực ra là cái xấu đó nó chỉ đối với mình thôi, chứ nhiều khi họ là tốt với người khác. Cho nên không phải là ai xấu với mình là người xấu, không phải ai tốt với mình là người tốt, mà là mình phải xem thử là cái người đó thật sự mặt tốt là gì, mặt xấu là gì rõ ràng. Và khi mà mình biết điều đó đó thì vẫn là dùng nhân như dùng mặt, tức là người đó xấu cái mặt đó thì mình cũng dùng cái mặt đó. Ví dụ như bây giờ người đó hay gian lận thì mình đừng cho họ dự tiền cho họ dự tiền bạc và họ gian lận nó được rồi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà là họ lại là làm việc rất là tốt, thì mình giao những cái công việc họ việc làm chân tay rất tốt chẳng hạn, thì mình giao công việc chân tay cho họ làm. Tức là mình, nếu mình biết đó, thì mình sẽ giới hạn cái phần xấu đi và mình phát huy cái phần tốt của họ. Thì đó là cái nhiều khi một cái ông vua đó không phải là ông giỏi hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà ông biết sử dụng người. Cái người này á, thì giỏi về văn, người kia giỏi về võ, người kia giỏi về cái này cái kia, là mỗi người là nhà vua sẽ dùng được cái người đó mặc mỗi người khác nhau. Cho nên cái tốt cái xấu đó thì cũng còn tùy nhiều phương diện. Có một câu chuyện như thế này, trong cái ông thầy đó ông có mấy người đệ tử, trong đó có một người đệ tử là rất là lười biếng, ăn rồi ngủ không làm gì hết đó. Thì mấy người đệ tử khác ấy, nó cứ nói là thầy đuổi cái thằng đó đi chứ nó ở đây nó cứ lười biếng vậy, nó không có làm cái gì cả. Thì ông thầy ông cũng không nói gì mà ông vẫn không đuổi, không đuổi thằng đó. Đến sau á, cái chùa tự nhiên nửa đêm nó bốc cháy, thì mấy người mà giỏi siêng năng rồi thì cái bỏ chạy hết rồi. Cái cầu này là nhảy vô cứu ông thầy ra, nhảy vô trong lửa cứu ông thầy ra. Thì đó người ta mới biết rằng là ông thầy này ông nhân từ với cái người này, cho nên chính vì vậy mà cái người này họ là ban ơn ông thầy này, ông mới là xả thân cứu ông thầy. Nên nó đâu có biết được. Nhiều người cái tốt với cái xấu là mình chưa biết được, bởi vì có lúc nói xong có gì xong có khúc người có lúc người có lúc tức là cũng phải là người nào thì xấu là cứ xấu hoài, mà người nào tốt là cứ tốt hoài, mà mình phải tùy lúc tùy nơi để mà mình biết được cái người tốt người xấu. Mà anh nói bây giờ mình đánh cũng được, cho nên người ta mới nói là khô cũng chết mà dài cũng chết. Mà chỉ có biết là sao, biết là sao, tức là mình biết người nào tốt chỗ nào, xấu chỗ nào mình biết. Nhưng mà mình không phải là mình cứ chấp vào cái xấu là cái gì đó. Là mình, thầy con nói một ví dụ như thế này, ví dụ như mặt này là mặt tốt, mặt này là mặt xấu, như vậy về đi. Bây giờ này, khi mình thích cái mặt tốt mà mình lấy cái mặt tốt, tức là mình lấy luôn cả cái mặt xấu. Và nếu như bây giờ mình thấy cái mặt xấu, mình muốn bỏ cái mặt xấu đi thì cũng phải bỏ luôn cả cái mặt tốt của nó. Có nghe có hiểu ý này đó. Cho nên bây giờ nói cái mặt tốt xấu này là cũng vì thế đâu, chứ không phải là đơn giản. Mình thấy cái mặt tốt cái là mình thích, nhưng mà khi mà đã mình thích mặt tốt đó, thì phải chấp nhận luôn cả cái mặt xấu.
của một cái sự việc nào, sự vật nào đó. Còn mình nói là cái mặt nó xấu cho nên mình dẹp nó đi luôn á, thì dẹp luôn cả cái mặt tốt của nó. Cho nên tất cả các pháp đều có hai mặt, vị ngọt và sự nguy hại. Nếu mà mình chỉ thấy một mặt thôi á, là không được. Mà để mà thích cái vị ngọt thì phải chấp nhận sự mặt nguy hại của mình. Và phải thấy được cả hai mặt á, thì cái đó mình mới là sử dụng, mà mình không có, và mình rõ biết, cho nên mình không có buồn phiền gì về cái chuyện mà hai mặt của cuộc sống. Khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, đó là chuyện bình thường. Cái người giác ngộ là giác ngộ cả hai mặt của cuộc sống, chứ không phải là chỉ giác ngộ một mặt. Cho nên có một người nói với Đức Phật là Ngài là chỉ biết thiền không, chứ Ngài có đâu có biết người ta ác như thế nào. Ngài nói, nếu có nói vậy, có điều ác nào mà Như Lai không biết hết đó. Nhưng bây giờ Như Lai không có làm thôi, chứ còn không có điều ác nào mà Như Lai không biết. Mà thực ra cũng phải biết, là chỉ nhìn người ta mà biết ấy. Chính bản thân Ngài cũng đã từng làm nhiều cái điều ác, cho nên bây giờ Ngài hiểu. Do đó đó, bây giờ Ngài thấy người khác làm điều ác ấy, Ngài còn thương họ là tại sao? Là bởi vì trải qua những cái giai đoạn của cuộc sống là đương nhiên là phải có đạt qua cái ác, rồi nó dần dần như là điều chỉnh này, dần dần nó lương thiện, cho đến khi mà hoàn thiện, mà hoàn thiện mà con chưa được nữa, hoàn thiện rồi con phải giác ngộ giải thoát nữa. Nên cái này á là cái chuyện mà cái sự tương giao và mối quan hệ là mình phải quan sát trong đời sống để mình biết cái mà tương giao và mối quan hệ đó là niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cái niệm pháp đó chính là xem lại mình, xem lại cái phản ứng của mình như thế nào khi mình tương giao quan hệ với cái hoàn cảnh xung quanh, hay là quan hệ với những người khác. Và trong đó đó thì cái đối tượng á vẫn không quan trọng, tức là đối tượng đó đương nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tuy nhiên á, cái mực là mực hay là đèn á vẫn không quan trọng, mà quan trọng là thái độ của mình đối với cái mực, cái đèn đó. Mình phải thấy rõ bản thân mình đó mới là chính. Còn cái mối quan hệ bên ngoài đó thì nó vẫn là chỉ cái duyên thôi, chứ không phải là chính. Chính là cái thái độ của mình.